Xin chào anh chị em đam mê Liên Quân, lại là mình Bóc Liên Quân đây. Vậy là chúng ta vừa đi hết được chặng đường vòng bảng tại APL 2022, dù chỉ vỏn vẹn 6 ngày, nhưng từng ấy là đủ để khiến cho chúng ta trải qua vô vàn những cảm xúc khác nhau. Và bây giờ Bóc Liên Quân tụi mình ở đây để mang đến cho các bạn một video tổng kết lại chặng đường vòng bảng đã qua tại APL 2022 nhé. Ấy mà trước khi vô chuyên mục chính, đừng quên dừng khoảng chừng là 2 giây, nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Bóc Liên Quân để tiếp thêm động lực cho mình nha. Ok, giờ thì let's go thế nào. Đầu tiên ta đến với bảng A với sự góp mặt của ba đội tuyển là KFC Talon, Biker Tobia Esports và Box Gaming. Như mọi người đã nhận định từ trước thì đây chính là bảng tử thần dành cho hạt giống số 3 của Việt Nam, Box Gaming. Và sự khó khăn đầy thử thách ấy đã khiến cho các thành viên của Box Gaming gục ngã vào ngày thi đấu đầu tiên ở lượt đi, là sự đối đầu giữa hạt giống số 3 đến từ Thái Lan, KFC Talon, và hạt giống số 1 khu vực Đài Bắc Trung Hoa, Biker Tobia Esports. Đây là một trận thi đấu vô cùng căng thẳng khi hai đội tuyển liên tục rượt đuổi nhau trên bảng tỷ số. KFC Talon là đội tuyển xuất sắc hơn nên họ đã giành được chiến thắng cuối cùng với tỷ số là 3-2 trước một đại diện rất mạnh đến từ GCS là Biker Tobia Esports. Ngày thi đấu tiếp theo chính là ngày mà đội tuyển Box Gaming của chúng ta ra sân thi đấu. Đối thủ của họ chính là đương kim vô địch GCS Biker Tobia Esports. Box Gaming là một đội tuyển có nhiều thành viên trẻ chưa từng được chinh chiến tại đấu trường quốc tế, nên lối đánh của họ có phần thụ động và nhút nhát, và việc tinh thần thi đấu có phần yếu kém ấy đã mang lại cho họ một kết quả đáng buồn khi để thua hạt giống số 1 GCS 3-0 tròn trĩnh. Với một tỷ số này ngay từ trận ra quân đã cho thấy cánh cửa đi tiếp của Box Gaming đang dần dần đóng hẹp lại. Trận thi đấu thứ 3 tại bảng A là sự đối đầu giữa Box Gaming và một đối thủ tinh quái KFC Talon. Trong trận thi đấu này, mặc dù Box Gaming đã có cho mình một trận thắng đầu tiên và đó cũng chỉ là trận thắng duy nhất của Box Gaming tại lượt đi, KFC Talon thật sự là quá mạnh. Mặc dù họ cũng chỉ là hạt giống số 3 như Box Gaming, nhưng qua trận thi đấu cũng đã cho thấy được độ chênh lệch của hai đội tuyển là khá lớn. Box tiếp tục thua Talon với tỷ số là 3-1 và gần như chắc suất rằng họ có thể bị loại khỏi APL 2022. Bắt đầu lượt về tại bảng A, tiếp tục là sự đối đầu giữa KFC Talon và Biker Tobia Esports. Lần này thì Talon không để cho Biker Tobia được thở khi họ vui dập không thương tiếc, khiến cho hạt giống số 1 của Đài Bắc Trung Hoa phải thua trắng với tỷ số là 3-0. Box Gaming gặp lại Biker Tobia Esports với tinh thần không còn gì để mất, thì Box Gaming trở lại lượt về này với một bộ mặt khá hơn ở những trận lượt đi. Họ đã dám đánh hơn, dám thể hiện mình hơn. Dù đã xuất sắc khi đã dẫn trước Biker Tobia 2-1 rồi, nhưng Box lại để vụt mất cơ hội quay trở lại khi họ bị lật kèo 3-2. Với một kết quả như vậy, thì dù có thắng Talon, thì Box cũng không còn cơ hội để tiếp tục hành trình của mình tại APL 2022. Trận thi đấu lượt về cuối cùng tại bảng A là KFC Talon đối đầu với Box Gaming. Trận thi đấu kết thúc chóng vánh với tỷ số là 3-0 dành cho các thành viên Talon khi Box đã không còn động lực để tiếp tục thi đấu. Tổng kết bảng A, KFC Talon đứng đầu khi không để thua một trận nào tại vòng bảng. Biker Tobia Esports xếp ở vị trí thứ 2, Box Gaming đứng ở vị trí cuối bảng và phải dừng chân tại APL 2022 khi không có được một chiến thắng nào. Bảng B với sự góp mặt của hạt giống số 1 AOG Sega Phantom, đối thủ duyên nợ với Sega Phantom là My Team cũng xuất hiện tại bảng thi đấu này, cái tên cuối cùng tại bảng B là Ash Angel. Ngày thi đấu khai mạc tại bảng B là trận đấu giữa hai đội tuyển duyên nợ, Sega Phantom và My Team. Quả đúng như kỳ vọng khi đây là một trận đấu vô cùng căng thẳng và kịch tính. Hai bên liên tục rượt đuổi tỷ số với nhau đến ván thi đấu thứ 5, cuối cùng thì đội tuyển giành được thắng lợi quyết định 3-2, chính là My Team. Qua ngày thi đấu thứ 2 thì Sega Phantom đối đầu với Ash Angel. Vì đây chỉ mới là một đội tuyển còn non trẻ tại đấu trường quốc tế nên Sega Phantom nhất quyết sẽ không để rơi bất kỳ một điểm số nào vào tay họ. Dù Sega Phantom cũng đã có cho mình chiến thắng nhưng lại để Ash Angel có được một ván thắng, và một ván thua đó của Sega Phantom đã làm cho người hâm mộ không khỏi lo lắng về phong độ của đội tuyển này trên trường quốc tế. Trận thi đấu lượt đi cuối cùng tại bảng B là My Team gặp mặt Ash Angel. Không giống như Sega Phantom thì My Team đã giành được một chiến thắng trọn vẹn 3-0 trước đại diện đến từ Indonesia.
Đến lúc Sài Gòn Tôm gặp lại Mét Tim ở trận thi đấu lượt về, các bóng ma Sài Thành đã quay trở lại và trả đủ cả lại lẫn lời cho Mét Tim khi xuất sắc đánh bại đại diện đến từ Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số là 3-1. Đã thế Nay In lại còn thua oản tù tì về băng nữa chứ. Lần này gặp lại Los Angeles thì Sài Gòn Tôm đã không còn mắc một sai lầm nào và giành chiến thắng 3-0 chung cuộc. Mét Tim lần thứ hai gặp lại và cũng là lần hai cho Los Angeles ngậm 3 quả trứng. Tổng kết bảng B, Sài Gòn Tôm với 3 trận thắng, 1 trận thua 3-2 trước Mét Tim nên đứng ở vị trí thứ nhất. Mét Tim theo sau khi cũng có 3 chiến thắng nhưng lại thua Sài Gòn Tôm về hiệu số đối đầu. Los Angeles xếp cuối bảng khi họ không có được một chiến thắng nào. Đại diện đến từ Indonesia cũng phải dừng chân tại APL 2022. Bảng C cùng với sự xuất hiện của cặp đấu duyên nợ Vgaming và Buriram United Esports, người thứ ba xếp vào cuộc tình này chính là Dewa United Esports. Ngay mở đầu bảng C với sự đối đầu khá là đơn giản của Vgaming, khi đối thủ của họ là một Dewa vẫn còn non trẻ, một chiến thắng 3-0 đã nằm trong tay của những cánh chim vàng đen. Đối thủ của Vgaming trong ngày tiếp theo chính là người tình duyên số Buriram United Esports. Đúng là cặp đấu duyên nợ luôn mang lại cho người xem một sự căng thẳng không hề nhẹ. Hai đội tuyển liên tục là rượt đuổi nhau, bám víu nhau qua từng ván đấu để rồi phải quyết định ở ván thi đấu thứ 5. Trong trận quyết định này thì Buriram đã giành lấy chiến thắng cuối cùng để lại các chú đệ bàng đen bơ vơ mặc dù đã thi đấu rất xuất sắc. Trận thi đấu cuối cùng ở lượt đi thì Buriram gặp phải Dewa, không khó cho Buriram khi có được 3 điểm trọn vẹn trước Dewa. Trở lại lượt về, Vgaming ra sân gặp lại Dewa United Esports, Bird LB cùng những người đồng đội của mình đã tặng 3 trứng cho Dewa. Lại một lần nữa lại gặp Buriram, cứ ngỡ rằng đây sẽ là trận thi đấu phục thù của Vgaming, nhưng kết quả lại làm cho người xem khá thất vọng. Vgaming thi đấu với một tinh thần không quá quyết tâm khi họ chọn cho mình những vị tướng nằm ngoài meta. Không biết là có ý đồ gì không, nhưng họ đã thua Buriram United với tỷ số là 3-0. Ở trận cuối thì có một bất ngờ nhỏ nhỏ xảy ra khi Dewa lại là đội có được điểm số đầu tiên trước cả Buriram. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó khi Buriram đã dã cho Dewa 3 chùy liên tiếp. Tổng kết bảng C, Buriram United Esports toàn thắng và đứng ở vị trí thứ nhất. Vgaming xếp ở vị trí thứ hai, Dewa United Esports chia tay giải đấu khi xếp ở vị trí cuối cùng. Bảng D là bảng đấu không có sự góp mặt của một đội tuyển Việt Nam nào. Vì có mỗi 3 đội mà tận 4 bảng thì đương nhiên sẽ có một bảng là không có rồi. Ở bảng đấu này là sự góp mặt của hạt giống số 1 Thái Lan, Bacon Tham, đương kim vô địch APL 2020, Flat Group và đội tuyển DG Esports. Cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển mạnh nhất bảng là Bacon Tham và Flat Group. Đúng như ở các trận đấu tâm điểm khác thì cuộc đối đầu giữa đại diện RPL và đại diện GCS là một trận đấu cực kỳ kịch tính. Flat Group đã rất xuất sắc khi đã dẫn trước 2-0, nhưng nhờ sự lead on cũng như kỹ năng của mình thì Bacon Tham đã có một màn lội ngược dòng xuất sắc đánh bại đi hạt giống số 2 GCS với tỷ số là 3-2. Ở giai đoạn lượt về, hai đội tuyển Bacon Tham và Flat Group tiếp tục rượt đuổi tỷ số với nhau khi lại một lần nữa họ phải giải quyết bằng ván thi đấu thứ 5. Và một lần nữa, Flat Group có được cho mình hai ván thắng dẫn trước. Lại một lần nữa, họ không thể hoàn thành nốt được chặng đường tiến tới chiến thắng khi người cản được họ lại là Bacon Tham. Những chú heo con lại có một trận thi đấu lội ngược dòng xuất sắc, kịch bản gần như giống với trận thi đấu lượt đi. Bacon Tham giành được chiến thắng quyết định 3-2 trước đương kim vô địch APL. DG Esports trong mùa giải APL lần này đã không để lại được một dấu ấn nào khi họ để thua toàn bộ, không có nổi cho mình một ván thắng. Tổng kết bản D, Bacon Tham xuất sắc đứng đầu bảng khi có được 2 trận thi đấu lội ngược dòng trước Flat Group. Flat Group xếp ở vị trí thứ 2 khi có 2 lần vấp ngã trước cánh cửa chiến thắng. DG Esports xếp cuối bảng đầu khi họ không có cho mình một chiến thắng nào. Vậy là vòng bảng của chúng ta chính thức khép lại với 8 cái tên đi tiếp của 4 bảng đấu. Năm nay có sự khác biệt tại vòng tứ kết khi quyết định đã được thay đổi. Không phải luật chơi quen thuộc như đội nhất bảng này sẽ gặp đội nhì bảng kia, mà lần này sẽ là bốc thăm chọn đối thủ tại tứ kết. 4 đại diện đứng đầu mỗi bảng đấu sẽ bốc thăm chọn cho mình đối thủ tiếp theo tại vòng tứ kết với kết quả như sau. KFC Talon sẽ gặp Mét Tim tại trận tứ kết. Đối thủ của Sài Gòn Tôm chính là hạt giống số 1 của khu vực GCS, Biker Tobia Esports. Vgaming lại một lần nữa gặp Buriram United Esports tại tứ kết. Hai đội này có duyên với nhau thật sự.
Ba chú heo của Beckenham tiếp tục đối đầu với bầy sói điện Flatwoods tại tứ kết ABL 2022. Vậy là vòng bảng ABL 2022 chính thức đã khép lại và chúng ta phải chia tay một đội tuyển của Việt Nam là Boss Gaming. Mặc dù là một thất bại khá nặng nề, nhưng mong Boss Gaming có thể nhanh chóng cải thiện bản thân và có được một phong độ tốt nhất tại những mùa giải kế tiếp. Tứ kết APL 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 11. Các bạn nhớ đừng quên theo dõi và cổ vũ cho hai đội tuyển còn lại của Việt Nam là Sekamatom và Vgaming nhé. Các bạn có ý kiến hay đóng góp gì cứ để lại bên dưới phần bình luận nha. Nhớ ủng hộ Bắc Liên Quân một nút like, một lượt đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông nho nhỏ bên cạnh để nhận thông báo về video của tụi mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo trên kênh Bắc Liên Quân. Bye bye!